phải làm sao mới không đọa vào ba đường ác buông bỏ hết tất cả những gì trong hiện tại thì tâm lao thân khổ này không còn nữa đời sau nhất định không đọa vào ba đường ác có nghiệp này với tất cả chúng sanh phải lập tức quá dài đây là người thông minh đừng để những oán thân trái chủ này theo sau chúng ta điều này rất phiền phức chúng tôi gặp người thông linh Họ có công năng đạt dị này Có thể nhìn thấy Thấy có người oán thân trái chủ Đi theo sau rất nhiều Người này sống rất đau khổ Hình như rất mệt Họ không biết vì sao lại mệt như vậy Thì ra do quá nhiều oán thân trái chủ đi theo họ Công việc đương nhiên mệt nhưng nếu tâm quan hỷ làm việc sẽ không mệt Quá nhiều người cứ bám theo sau Như vậy có thể quan hỷ được sao Cứ như vậy nhất định Ảnh hưởng đến tâm trạng Tâm tình không tốt Bởi thì chúng ta cần sám hối Những nghiệp đã tạo Trong hiện đời Trong lòng mình tự biết Nên cần phải sám hối Nghiệp tạo trong quá khứ không biết Bản thân thử nghĩ xem Tuy không biết Nhưng nhất định có Chẳng những có mà còn rất nhiều Chúng ta phải thường suy nghĩ như vậy Điều này rất hay Vì sao vậy? Vì mỗi ngày niệm Phật Tụng kinh Làm việc tốt đều có thể hồi hưởng Cùng chia sẻ với mọi người Lấy công đức này cúng dường mọi người Hy vọng mọi người đều hồi tâm chuyện ý Mọi người cùng nhau niệm Phật cầu sáng tịnh độ Tố Không quá giải được oán hận Chẳng những chứa ngại chúng ta khai ngộ Nó còn chứa ngại chúng ta giảng sanh bởi thì hai bên đều đau khổ Sao phải vậy? Hiểu được đạo lý này Người không thích ta Ta càng cung kính họ Người hủy bán ta Phê bền ta hãm hại ta. Bất luận là thị phi đúng sai, họ sai tôi đúng, không quan tâm những điều đó. Tất cả đều dùng tâm chân thành đối đại. Như vậy mới mở được nút thắt này. nếu trốn tránh vì ngại bản thân biết sai nhưng không dám thừa nhận vì vấn đề sĩ diện thôi được vì sĩ diện vậy thì tương lai vào trong ba đường ác để chịu tội vì sao đọa vào ba đường ác chưa dứt bỏ sĩ diện thiệt thòi rất lớn Những oán thân trái chủ này Họ không buông được Chúng ta buông bỏ Họ chưa buông bỏ Mỗi ngày chúng ta hồi hướng Chúng ta cúng bài vị trường sanh trước Phật cho họ Chúng ta làm tận tâm làm tất cả Như vậy là đúng khi gặp mặt nhất định phải lệ phép khiêm tốn cung kính không biết họ có thái độ gì chúng ta đều biểu đạt thành ý của mình đây gọi là tu hành tu sửa hành vi sai lầm của chúng ta tu sửa quan niệm sai lầm của chúng ta đây gọi là chân tu hành